Xin chào, lại là Yến Chi đây và rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Công Phượng, một năm ba đội bóng, nỗi buồn người hùng đắt giá. Công Phượng trải qua năm 2019 với nhiều biến động, trong đó có hai chuyến xuất ngoại khó khăn sang Hàn tới Bỉ trước khi được câu lạc bộ Hồ Chí Minh giải cứu. Công Phượng là một trong những báu vật của bầu đất, nhưng sự nghiệp thi đấu của tiền đạo người Nghệ An rất gian nan, đặc biệt là chuyện xuất ngoại. Nếu không có thay đổi phút chót, Công Phượng chính thức trở lại V-League khoác áo câu lạc bộ Hồ Chí Minh. Bản hợp đồng có thể được ký vào cuối tháng này, và để có Công Phượng trong khoảng 7 tháng, đội Á quân V-League có thể đã phải bỏ ra số tiền lên tới 100.000 euro trả cho câu lạc bộ St. Jude tại Bỉ. Hãy cùng Mr. Zero xem clip Công Phượng một năm ba đội bóng, nỗi buồn của người hùng đắt giá. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nhé. Tạm biệt. Tương lai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang đứng trước một ngã rẽ mới khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc để mua lại bản hợp đồng của cầu thủ xứ Nghệ với câu lạc bộ St. Jude Bỉ. Hãy cùng Mr. Zero nhìn lại hành trình năm 2019 đầy biến động của tiền đạo sinh năm 1995 với hai chuyến xuất ngoại khó khăn từ Hàn sang Bỉ trước khi được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu. Nguyễn Công Phượng là một trong những đứa con cưng của bộ đất, nhưng sự nghiệp thi đấu của anh lại rất gian nan, đặc biệt là chuyện xuất ngoại. Trong trường hợp mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp, tiền đạo mang áo số 10 của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ ghi dấu thêm một cột mốc đáng nhớ khi chính thức trở lại V-League khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau hai chuyến xuất ngoại không thành công. Để có Công Phượng trong khoảng 7 tháng, đội bóng Á quân V-League có thể đã phải bỏ ra số tiền lên đến 100.000 euro để trả cho câu lạc bộ St. Jude tại Bỉ. Phải trở lại V-League trong tình cảnh bị xem như là người thừa ở St. Jude rõ ràng không mấy vẻ vang với CB10, nhưng lại là cơ hội quý giá để tiền đạo này chứng tỏ bản lĩnh và tìm lại phong độ của mình. Ngược trở lại khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, tiền đạo gốc Đô Lương đã trải qua một hành trình khó tin từ Mito Hollyhock Nhật Bản, Hoàng Anh Gia Lai, Incheon United Hàn Quốc, St. Jude Bỉ và sắp tới là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, chân xuất sinh năm 1995 đã kinh qua năm bến đỗ khác nhau. Tính riêng trong năm 2019, năm tuổi của Công Phượng, tiền đạo này thay áo đến 3 câu lạc bộ. Trong bóng đá, chuyện cầu thủ này đây mãi đó chỉ trong một mùa giải là bình thường, nhưng câu chuyện của Công Phượng lại khiến người trong cuộc muốn quên. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của Nguyễn Công Phượng ngay sau khi anh nổi đình nổi đám ở U19 Việt Nam, bản hợp đồng với Mito Hollyhock năm 2016, bầu Đức đã tổ chức lễ ký hợp đồng rất hoành tráng với những lời hứa hẹn, cam kết của các bên, nhưng đúc kết lại thì cũng chỉ gói gọn hai từ thất bại. Incheon United, Hàn Quốc, rồi sau đó là St. Jude Bỉ đều có một kịch bản giống Mito Hollyhock, thậm chí còn tệ hơn. Từ ngày khoác áo đội bóng Bỉ tới nay, tiền đạo người Việt Nam chỉ được ra sân 20 phút ở vòng 2 giải vô địch quốc gia, còn lại là ngồi chơi xơi nước. Anh không tìm được chỗ đứng của mình tại STVV, thậm chí ngay cả việc ngồi dự bị cũng khó. Kể từ sau thời điểm Lê Công Vinh, Chechele Show Bồ Đào Nha, rồi Consadole Sapporo Nhật Bản, người ta mới thấy những gương mặt tiềm năng của Việt Nam vượt ra khỏi khuôn khổ của V-League để đến với những giải đấu có đẳng cấp cao hơn, mở đường cho hành trình xuất ngoại ấy chính là bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nếu như Công Phượng, Tuấn Anh đến với giải hạng nhì của Nhật Bản thì Xuân Trường trở K-League Classic, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, sau đó lần lượt là Văn Lâm, Văn Hậu cũng đã tạm chia tay Việt Nam để có dịp thử khả năng của mình ở Thái Lan hay Hà Lan. Trong số các cầu thủ ra nước ngoài, Xuân Trường và Công Phượng là hai cầu thủ thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nhất. Nếu như Xuân Trường lật lượt khoác áo Incheon, Gangwon, Buriram thì Công Phượng cũng có dịp chơi cho Mito Hollyhock, Incheon, St. Jude. Riêng Công Phượng, anh là cầu thủ khoác áo nhiều câu lạc bộ ở các quốc gia khác nhau nhất trong lịch sử Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng kỷ lục ấy với CB10 chẳng thể nào vui được khi anh chưa để lại dấu ấn nào tại các câu lạc bộ đó. Sự mờ nhạt của tiền đạo người Nghệ An chính là lý do khiến cho anh 5 lần 7 lượt phải trở về V-League. Vậy tại sao Công Phượng vẫn chưa có được sự thành công như mong đợi? Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh. Mito Hollyhock, Incheon hay St. Jude khi mượn Công Phượng đều có chung một trạng thái là dư thừa các tiền đạo. Đặc biệt là với STVV, ngay cả khi có ngôi sao người Việt thì bản thân câu lạc bộ này cũng không đặt niềm tin lớn ở anh. Bằng chứng là sau đó, St. Jude cố gắng mang về thêm tới 3 cầu thủ tấn công trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, rơi vào tình thế bị bóp nghẹt vì cạnh tranh quá gay gắt. Cơ hội ra sân của Công Phượng ở châu Âu vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Thứ hai là sự chuẩn bị, phải thừa nhận khả năng giao tiếp tiếng Pháp và tiếng Anh của tiền đạo sinh năm 1995 ở mức trung bình, tức là có thể nghe nói một cách cơ bản. Nhưng ở lần đầu tiên và lần thứ hai xuất ngoại, Công Phượng phải va chạm với tiếng Nhật và tiếng Hàn, vốn không phải là ngoại ngữ mà anh đã được học khi ở Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, GMG. Đó cũng là lý do mà vì sao cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp khó khăn ở Mito Hollyhock. Hay sau đó, câu chuyện anh thường phải nhờ một đồng đội ở Incheon hỗ trợ mình việc gọi taxi.
Thứ ba là chuyên môn. Công Phượng thuộc top đầu các cầu thủ Việt Nam nếu xét về khả năng và tiềm năng. Nhưng ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mọi yếu tố từ thể lực, tư duy chiến thuật đòi hỏi anh ở mức độ cao hơn. Huấn luyện viên Mark Bright trước khi chia tay Sinchuden có nhắn gửi Công Phượng rằng cậu ấy phải học cách chơi bóng tại Sinchuden, thích nghi với cách chơi và chiến thuật của chúng tôi, nhất là cách chơi khi không có bóng. Cho đến nay, với Công Phượng, đó là vấn đề cậu ấy phải học cách di chuyển khi không có bóng. Điều quan trọng nhất với tôi rằng Công Phượng là cầu thủ giỏi, kỹ thuật thực sự mang dấu ấn cá nhân. Cậu ấy sẽ có cơ hội ra sân nếu tiếp tục như vậy. Mới đây nhất, huấn luyện viên tạm quyền Nicky Hayden của STVV cho rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam không tỏ ra chủ động trong khâu phòng ngự. Đây được coi là điều khá bất cập trong bóng đá hiện tại. Nhiều người không đánh giá cao chất lượng của giải vô địch quốc gia Mỹ, tuy nhiên giải đấu này vẫn yêu cầu tất cả các cầu thủ thi đấu nỗ lực trên sân, chẳng hạn như tiền đạo Johan Boly, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khi hoạt động rất tích cực. Trong khi đó, Công Phượng không quen với nhiệm vụ này khi thi đấu ở Việt Nam, cậu ấy chỉ nghĩ đến tấn công và không hề đề cao việc phải tham gia hỗ trợ phòng ngự, Hayden nói. Đây là những vấn đề có thể mang tính cố hữu hoặc có thể sẽ được tiền đạo này cải thiện theo thời gian. Và đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu mà Công Phượng rút ra từ những chuyến xuất ngoại của mình. Niềm vui an ủi với cầu thủ Công Phượng lúc này là dù liên tục thất bại trong những chuyến xuất ngoại, nhưng giá chuyển nhượng tăng đáng kể. Theo Transfermarkt, tiền đạo gốc Nghệ An chỉ có giá là 25.000 euro vào thời điểm chuyển đến Mito Hollyhock, nhưng bây giờ đã tăng lên hơn 200.000 euro, trở thành cầu thủ Việt Nam đắt giá thứ hai sau Đặng Văn Lâm. Dù sao đi nữa, việc CB10 chinh chiến tại G-League, K-League và giải vô địch quốc gia Mỹ cũng đã mang đến hiệu ứng tích cực cho sự phát triển tất yếu của bóng đá Việt Nam. Đây được xem như là bước đột phá đối với bóng đá nước nhà. Cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài mới thấy, ngoài yếu tố chuyên môn, môi trường chuyên nghiệp, còn cần những kỹ năng mềm như ngôn ngữ, khả năng tự lập, kiến thức về dinh dưỡng. Từ trường hợp của Công Phượng và những cầu thủ Việt Nam khác xuất ngoại, bóng đá nước nhà sẽ thu được kinh nghiệm quý giá và có sự chuẩn bị hợp lý sau này khi quyết định đem chuông đi đánh xứ người. Nói về bản hợp đồng mới của Công Phượng với thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, người hâm mộ hy vọng chân sút sinh năm 1995 sẽ thành công để cuộc phiêu bạt của anh có điểm dừng. Đang ở tuổi 24, tương lai của CB10 vẫn rất rộng mở. Hành trình trở lại Việt Nam sẽ mang đến cho chàng tiền đạo của chúng ta nhiều cơ hội thi đấu hơn để tìm lại cảm giác bóng và vươn trở lại phong độ đỉnh cao. Những vinh quang vẫn ở phía trước và một ngày nào đó chàng cầu thủ này có thể tìm lại đường xuất ngoại. Mong rằng đối với Công Phượng, quá tàm bà bận nếu có lần xuất ngoại thứ tư với anh sẽ thành công hơn. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào về hành trình năm 2019 của Công Phượng? Hãy chia sẻ cho Mr. Zero biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho kênh Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại!